bác thấy 450C nó thể hiện chưa? Cực kỳ là mạnh mẽ và dữ dội. Tiếng bát của nó rất là mềm và sâu. Tiếng tép cực kỳ là tơi sáng. Dòng loa 450 thì đưa ra một chất âm ngọt mịn như vậy, các bạn thấy không? Và những cặp loa tuyển đẹp đến hết nước, hết cỡ luôn. Các bác cùng xem cái độ đẹp của loa. Và các bác đẩy kỹ những chiếc gân với tay nghề bên Ngọc Quang thay gân, các bác thấy độ chi tiết chưa? Không méo mó nhăn nhó nha, keo không lộ một chút nào, các bác cùng xem đấy. Và cái gân này này, nó phải dày và nó lại phải mềm đấy, thể hiện sự chắc nhưng mà lại phải mềm đấy. Với kỹ thuật chọn loa với cả số lượng loa bên em, các bác biết rồi, không bao giờ lo hết hàng. Và bên em là bên cung cấp kể cả đến hàng bao nhiêu chục cửa hàng em cũng cung cấp được hết, số lượng siêu nhiều, cực lớn luôn. Bên em các bác biết rồi, bây giờ em nói số lượng chắc là nhiều bác không thể lòng tưởng tượng được đâu. Nhưng thôi, nói đến B&B và loa bầu Mỹ, các bác biết rồi, em nó là vô địch luôn, số lượng cực nhiều. Và bên ngoài này anh em đang tập trung hết mức để đóng những cặp loa 900C, những cặp loa 450, những cặp loa lời audio kinh nhiều như lợn con luôn, số lượng nhiều khủng khiếp, nhiều như gạch. Bên em đóng liên tục các sản phẩm để trả đơn cho các bác, liên tục các bác ạ. Vâng, những cặp loa B&B một lát nữa thì anh em sẽ chuyển những cặp B&B loa full 2010. Những dòng loa đấy thì không phải đóng gói. Đây, chính là nó đây ạ. Đấy, hôm nay sẽ là ba cặp này lên đường nữa này. Với sản phẩm loa lời thì cực nhiều, lên đường cực nhiều, trả đơn các bác. Vâng, em test đại diện những cặp 450C này. Số lượng 7 đôi ngày hôm nay. Số lượng rất là hạn chế trong ngày hôm nay. Có những hôm hơn 20 đôi, 30 đôi là chuyện bình thường. Nhưng ngày hôm nay chỉ có 7 đôi 450C. 7 đôi 450C sẽ trả đơn cho các bác đấy, ở các tỉnh thành. Rất là nhiều các bác nha. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em. Đấy, xa ngoài kia bác đang kéo shop vào đây để đóng tiếp. Cực kỳ là nhiều nha. Bao nhiêu shop cũng hết. Đấy, liên tục các bác ạ. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm và đặt hàng bên Ngọc Quang. Những cặp loa bao cho các bác zin, tép, bát, zin từ con ốc trở đi nhá. Và các bác cùng xem độ tuyển đẹp những cặp 450C sẽ chuyển đi cho các bác ở mọi miền Tổ quốc. Đẹp đến mướt mát luôn. Không có điểm trừ các bác nhá. Tuyển đẹp. Trân trọng cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác. À quên, báo giá các bác, giá là 5.700.000 bao ship cho các bác đối với cặp loa cực đẹp như thế này. Rất là nhiều.